chào quý vị và quý đồng hương. Hôm nay là cơ hội của tôi có thể nói ra những việc sự thật trong bộ máy chính phủ của Trung ương. Cũng đã lâu, hôm nay tôi xin phép nói bằng tiếng Việt là tiếng phổ thông. Tôi là người gốc Ba Na, cho đến ngày hôm nay tôi mới nói lại liên quan đến cái vấn đề tồn tại. Cái ngày hôm nay, cái bộ máy Trung ương như ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3 tháng 8 năm 1967, là một cựu thiếu tướng công an nhân dân Việt Nam và chính trị gia người Việt Nam. Cho đến khi chức vụ của ông sẵn xuôi êm đẹp và trở thành Phó Bí thư Thanh ủy Hà Nội, nhưng chỉ bị tích tắc sai sót trong công việc nội bộ của đảng, cho nên đã bị cách chức vào ngày 2 tháng 11 năm 2015. Cho đến ngày 11 tháng 8 năm 2020, đình chỉ công tác 4 năm 283 ngày. Cho đến ngày hôm nay tôi mới nói. Vì vụ việc đó, cho nên ông Nguyễn Đức Chung bị bắt xét xử 8 năm tù. Hôm nay tôi mới đọc lại cái bản tin này. Thật, không phải là nói xuông theo người ta nói là báo pháp luật chẳng chủ rồi pháp luật này nọ, người nói láo lại báo nói thêm. Nhưng hôm nay tôi sẽ đọc cái vấn đề quyết định khôn ngoan vào phút chót đã giúp cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù. Bản tin này vào ngày 24 tháng 6 năm 2022. Vì lý do quyết định khôn ngoan vào phút chót đã giúp cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù. Bản án sơ thẩm vụ bán chế phẩm Redoxi 3C xác định ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm tù. Về phần dân sự, tòa án cấp sơ thẩm buộc ông Chung phải bồi thường 25 tỷ đồng trong tổng số 36 tỷ đồng thiệt hại. Đó, tôi cảm thấy cái người miền ngược và miền xuôi thì cái đối xử thì không bao giờ nó công bằng được. Cho đến ngày hôm nay tôi mới nói ra khi ông Chung thất thoát là 36 tỷ cho nên chỉ bồi thường lại 25 tỷ. Quá trình điều tra tại phiên tòa sơ thẩm phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức Chung, chủ tịch trở thành bị cáo, một mực kêu oan, đồng thời không thừa nhận nghĩa vụ bồi thường thiệt hại như nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên.
Bị cáo cho rằng việc mua chế phẩm Redoxy 3C không sai và không chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty thoát nước Hà Nội, mua chế phẩm qua công ty Arcatic trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, cựu chủ tịch Hà Nội gửi đi bản giải trình viết tay dài hơn 100 trang. Tin chưa? Rất là nhiều đấy. Nếu quan điểm cho rằng bản án sơ thẩm kết tội sai bị cáo đề nghị hủy án, đó mình cảm thấy 36 tỷ vẫn không bao giờ nhân tội. Ăn hối lộ tham nhũng này nọ và các kiểu, đó là chính là ông Nguyễn Đức Chung, sinh năm 1967. Bị cáo Nguyễn Đức Chung theo quan điểm luận tội đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22 ngày 20 ngày 22 tháng 6, tòa án sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Đức Chung phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng người, đúng pháp luật, khung oan nên đề nghị bác kháng cáo kêu oan của bị cáo, đề nghị giữ nguyên kê biến tài sản để bảo đảm thi hành án. Tuy nhiên, ở cuối phần tranh luận trước khi bước vào sang phần nghị án, ông Nguyễn Đức Chung thay đổi thái độ, đã nhận trách nhiệm về phía mình. Cùng với đó, chị gái ông Chung thay em bồi thường thiệt hại 10 tỷ đồng, vợ bị cáo nộp khác phục hậu quả 15 tỷ đồng. U mưu tình kế từ trước rồi, cho đến ngày hôm nay thì cảm thấy nó cái bản án tôi mới đọc lại, cái bản án ngày hôm nay. Bởi vậy ngày sau đó, đại diện viện kiểm soát đã thay đổi nội dung đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm cho bị cáo Chung, xác định ông Nguyễn Đức Chung có thái độ thành khẩn, đã khắc phục hoàn toàn hậu quả. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm án cho ông Chung từ 8 năm tù xuống còn 5 năm. Tòa cũng hủy bỏ lệnh kê biên tài sản đối với cựu chủ tịch Hà Nội. Trước đó ngày 10 tháng 5 năm 2021, điều tra, tức là cái quan sát điều tra, cơ quan điều tra ra lệnh kê biên tài sản của ông Chung gồm quyền sử dụng đất 102,7 mét vuông đất, tức là 102,7 mét vuông đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 88 phố Trung Kiệt, Hà Nội và quyền sở hữu hai căn nhà chung cư rộng hơn 175 m² tại nhà R3 số 72/3 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Rõ ràng việc ông Nguyễn Đức Chung thay đổi thái độ khắc phục toàn bộ hậu quả đã được hội đồng xét xử cấp phúc thẩm ghi nhận. Cho đến ngày hôm nay tôi chỉ nói tóm tắt ngắn gọn cái vấn đề cái ông Nguyễn Đức Chung, cái vấn đề thất thoát và những cái vấn đề cái trong chế phẩm cũng là tới 36 tỷ thiệt hại. Cho đến ngày hôm nay tôi cảm thấy cái quyết định khôn ngoan. Nhưng nếu mà cái vụ này á là tới cái những cái người mà thật sự cái người dân cổ thấp mồm bé thì không bao giờ thoát khỏi cái cảnh ngộ và ngục tù như thế này. Còn ông Chung là cựu thiếu tướng, cũng là cựu chủ tịch. Cho đến ngày hôm nay tôi mới nói đây là vấn đề thật sự. Chủ tịch trở thành bị cáo, thiếu tướng cũng trở thành bị cáo vì cái lòng tham vô đáy. Cho đến ngày hôm nay tôi mới nói kể cả vụ mới đây, kể cả vụ cũ và vụ mới hay là vụ tương lai thì bất cứ đâu mình phải nói, trong nước hay là ngoài nước hay là bất cứ đâu, thời gian nào, bất cứ thời gian nào hay là cái chỗ nào, địa vị nào, nó cũng phải có cái hậu quả. Cái hậu quả đó thì ví dụ chẳng hạn thì mình nói gieo gió thì gặt bão, gieo hùng thì gặt ác, mà gieo hiền thì gặp lành. Đó tôi mới nói ngày hôm nay tâm tư nguyện vọng tất cả mọi việc trong nước của mình, tôi muốn để bộ luật sửa chỉnh lại cái những cái khúc mắc và những cái vấn đề bất công để minh bạch. Cho dù chức vụ hay là quyền hạn đi chăng nữa thì tôi muốn xét xử công bằng, người dân cũng là chức vụ như cán bộ. Cho đến ngày hôm nay tôi mới nói cái vấn đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn những lời nói của tôi còn thiếu sót cái chỗ nào, mong quý vị hãy ủng hộ. Nếu quý vị cảm thấy nó cũng tạm được, mong quý vị thích và bình luận, thậm chí cũng phải chia sẻ và đăng ký kênh Nguồn Sông Núi Rừng Cao Nguyên, tức là trong tiếng Việt, còn trong tiếng địa phương cái nguồn địa phương tức là Banar Tukron, đó là kênh của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đón xem. Chúa ở cùng quý vị, đổ thêm sức mạnh dồi dào trong sức khỏe, trong nước cũng như ngoài nước, tâm tư nguyện vọng trong sạch của Đảng và nhà nước, bất cứ chỗ nào cũng muốn đa nguyện đa đảng, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đó là tâm tư nguyện vọng của mình khi thời chiến cũng như thời bình. Bởi vì tại sao mình có chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh? Cho đến ngày hôm nay tôi mới nói. Tôi xin cảm ơn quý vị và tất cả quý đồng hương. Tôi xin hết lời cảm ơn quý vị. Amen.